cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, nhiều loài động vật cũng có những hành vi tự sát. Hành vi tưởng chừng chỉ có ở con người, nhưng nó cũng xuất hiện ở nhiều loài động vật. Người ta đã từng chứng kiến hiện tượng hàng đàn cá voi giạt vào bờ biển mắc cạn chờ chết, rồi những con vịt hay chó bị chết đuối, những con bò lao mình xuống vực đá. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng những con vật này cũng biết tự kết liễu cuộc đời? Và các nhà khoa học cũng đang cố gắng thử lý giải câu hỏi đó. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện kinh hoàng của hàng ngàn động vật khiến giới khoa học đi tìm lời giải đáp suốt 18 năm nay. Vào năm 2005, ở thổ nhĩ kỳ đã xảy ra một hiện tượng cực kỳ khó lý giải. Những người nông dân chăn cừu bỗng thấy một con dường như đã quá chán ghét thế giới này và nó giải quyết bằng cách nhảy xuống vách đá tự tử. Tưởng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, cừu gặp tai nạn hy hữu, trong khi người nông dân mất đi một con cừu chẳng đáng là bao. Nhưng bi kịch tiếp nối bi kịch vì ngay lúc đó 1.500 con cừu khác trong đàn chỉ sau một thoáng sững sờ chúng cứ thế lần lượt nhảy xuống. Được biết đã có 450 con cừu đã chết sau vụ tự sát hàng loạt này. Số còn lại sở dĩ sống sót là vì những con số số trước đó đã vô tình tạo thành một lớp đệm dày giúp chúng giảm được chấn động gây ra của cú nhảy. Mặc dù vậy, vụ tự tử hàng loạt này cũng đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các gia đình chăn nuôi. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 100.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 2,2 tỷ đồng vào thời điểm đó. Một khoản tiền rất lớn khi mà GDP trung bình trên đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó chỉ vào khoảng 2.700 đô la Mỹ. Trên thực tế, đó không phải là lần duy nhất người dân Thổ Nhĩ Kỳ phải chứng kiến cừu tự tử hàng loạt. Vào năm 2010, một đàn cừu 50 con khác đang trên đường đến lò mổ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đồng loạt tự tử bằng cách nhảy xuống vực. Herder Mizmet Gana, chủ đàn kiều, đã phải dương mắt nhìn số tiền của anh lần lượt biến mất mà không cách nào ngăn chặn. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân khiến lũ kiều đưa ra quyết định táo bạo ấy. Do chúng quá thông minh, có suy nghĩ, có cảm xúc hay chỉ đơn giản là chúng quá ngu xuẩn, không ai có thể lý giải nổi nhiều tranh cãi xoay quanh hành vi tự sát ở động vật. Liệu chúng có chủ đích nhằm đến cái chết hay không? Năm 1845, một câu chuyện lạ cũng đã tràn ngập khắp các mặt báo ở London, Anh. Chú chó màu đen được mô tả là đáng yêu và khỏe mạnh, nhiều lần ném mình xuống sông tự tử. Bốn chân nó cứng đờ, hoàn toàn trái ngược với phản ứng khi ở dưới nước của loài chó. Kỳ lạ hơn, sau khi được đưa lên bờ, con chó lại lao xuống sông và cố gắng dìm mình dưới nước người chủ đã xích nó lại, nhưng chỉ vài ngày sau, con vật giật đứt dây rồi lao xuống sông thêm một lần nữa. Người chủ tội nghiệp đành gửi con vật tới một bác sĩ thú y để giúp nó lấy lại cân bằng, nhưng rồi con chó đó đã chạy trốn, rồi đâm đầu vào một chiếc xe đang đi trên đường. Gần 100 năm sau đó, huấn luyện viên cá heo Rick O'Barry đã kể lại cho khán giả giây phút kinh hoàng chứng kiến cá heo Cathy tự tử. Đây là một cô cá heo nổi tiếng trong thập niên 1960 trên chương trình truyền hình Flipper. Ông kể lại rằng, cá heo và cá voi không thở một cách vô thức như chúng ta. Mỗi hơi thở của chúng là một sự nỗ lực có ý thức, vì thế chúng có thể kết thúc cuộc sống của mình bất cứ khi nào chúng muốn. Cathy đã thực sự chán nản. Nó bơi vào vòng tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hít một hơi thật sâu rồi nhịn thở. Tôi đã để nó ra đi nhẹ nhàng như thế hay ở Scotland vẫn ghi nhận hiện tượng kỳ lạ xảy ra suốt mấy chục năm nay. Đó là việc các chú chó mõm dài như Collie, Retriever và Labrador liên tục tự sát tại Overtown, Scotland. Trong vòng 50 năm, hơn 50 con chó đã nhảy xuống và chết ở cầu Overtown. Điều kỳ lạ nữa là những con chó chết ở đây đều nhảy cùng một vị trí. Theo thời gian, số lượng các vụ động vật tự sát ngày một nhiều và đáng sợ hơn. Ngày 18 tháng 11 năm 1998, tại vùng biển New Zealand, hơn 300 con cá heo từ đại dương đã lao mình vào bờ rồi nằm phơi thân trên bãi biển khô nóng. Nhiều du khách và nhân viên cứu hộ đã cố gắng đưa chúng ra lại biển, nhưng các chú cá heo khác lại tiếp tục đâm đầu vào bờ một cách khó hiểu. Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Động vật tại Singapore, ở Trung Quốc và Việt Nam cũng xuất hiện nhiều trường hợp gấu tự sát vào năm 2009, một điều tra viên đã chứng kiến cảnh các con gấu trong một trại nuôi lấy mật nằm tuyệt thực và nằm bất động trong lồng. Chủ trại nói chúng đã tuyệt thực trong 10 ngày, đến ngày hôm sau thì chết. Trong năm 2011, thế giới ghi nhận hai trường hợp động vật tự sát vô cùng kỳ quái khác. Đầu tiên là bức ảnh được nhiếp ảnh gia Daniel Jacob công bố ghi lại khoảnh khắc khủng khiếp tại Nam Cực. Trong ảnh Người xem có thấy hàng trăm chú chim cánh cụt yếu đuối, thậm chí có cá thể đã chết hoàn toàn vì đói trên lớp băng dày. Cho tới nay, nguyên nhân của hiện tượng trên cũng chưa hề được làm rõ chi tiết. Trong khi đó, tại Trung Quốc, một đàn thỏ 1.500 con được nuôi đã bất ngờ tự sát quá nửa mà chưa rõ lý do. Theo John Fugan, chủ nhân của đàn thỏ này, trong số khoảng 1.000 con thỏ tự sát, 400 cá thể có vết cắn của chó trên người – còn 600 cá thể còn lại thì không. Năm 2012, tại vịnh Monterey, hàng ngàn con mực Jumbo cũng bỗng nhiên lao vào bờ tự tử. Nhiều người đã cố gắng cứu những con mực bằng cách đưa chúng trở lại biển, nhưng sau đó chúng vẫn tiếp tục lao vào bờ. Hay mới đây, nhiều cá heo mẹ ở Taiji, Nhật Bản, khi thấy đứa con bị giết hại hay bị lôi đi đã liên tục đập đầu vào mặt kính của bể nuôi cá hay ngừng thở vì quá đau buồn đa phần các chuyên gia đều cho rằng động vật không hề có khả năng tự sát vì những lý do xã hội giống con người, mà tất cả chỉ là sự rối loạn thần kinh tạm thời dẫn tới hành động không thể kiểm soát. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới thần kinh như bệnh tật, chấn thương, tuổi già hay mất định hướng trong không gian. Bởi có không ít trường hợp, cá tự mắc cạn là do chúng đuổi theo con mồi, đến quá gần vào bờ và rơi vào vùng biển nông nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều vụ việc tự sát hàng loạt của cá ở biển có liên quan đến hiện tượng thủy triều đỏ. Thủy triều đỏ là hiện tượng tảo biển sinh sản với số lượng nhanh chóng trong nước, làm nước bị hóa màu đỏ xanh. Trong quá trình nhân lên nhanh chóng, các loại tảo còn tạo ra các chất độc nguy hiểm, nhiều thành phần độc tố có khả năng gây tê liệt hệ thần kinh rất mạnh. Trong nhiều vụ việc động vật biển tự sát, các nhà khoa học đã tìm thấy trong xác của chúng có chất axit domoic vốn có trong tảo độc. Chất này khiến cho các loài bị tê liệt thần kinh, mất khả năng định hướng và đâm vào bờ. Trong câu chuyện với loài thỏ, các chuyên gia động vật lý giải rằng hàng trăm cá thể thỏ đã tự kết liễu cuộc sống vì sợ hãi. Theo đó, các loài vật cũng có những trạng thái cảm xúc nhất định. Khi rơi vào tình trạng hoảng loạn hay ngược đãi, hệ thần kinh chúng bị rối loạn dẫn tới những hành động thiếu kiểm soát. Cùng với đó là tâm lý bày đàn phổ biến khiến khi một cá thể tự tử sẽ kéo theo hành vi tương tự của rất nhiều đồng loại. Hay trường hợp chó tự tử liên tục ở cầu Overtown do sự kích thích của chuồn vi rông. Xung quanh cầu Overtown có rất nhiều chuồn vi rông sinh sống. Loài vật này tỏa ra một mùi hương, làm chó rất phấn khích. Chính vì thế không ít những con chó đã nhảy qua lan can vì cái mũi quá thính của mình. Ngoài ra, không ít các loài có tập tính tự gây thương tích cho mình khi bị con người lạm dụng. Tập tính này là do chúng bị các tác nhân tiêu cực như căng thẳng, cô lập, sợ hãi, bệnh tật, suy dinh dưỡng và chán nản tác động trong một thời gian dài. Chim trong sở thú khi bị bỏ đói có thể tự tiển lông của mình đến chết. Động vật linh trưởng khi bị đánh đập có thể cắn vào động mạch để tự sát. Hay rõ nhất là việc gấu trong các trang trại nuôi lấy mật tự sát. Lý do là bởi gấu bị nhốt trong các lồng sắt chật hẹp, không có chỗ để đi lại trên bụng chúng đều bị chọc thủng một lỗ để lấy mật, nên đôi khi vết thương chưa kịp khép miệng này khiến gấu bị viêm nhiễm nhiều thứ bệnh, kể cả u ác tính, ung thư và viêm màng bụng. Do đó, nhiều trang trại gấu ở Trung Quốc và Việt Nam hay xảy ra hiện tượng gấu nhịn ăn tới chết. Đối với một số loài động vật như loài mối, loài bọ cạp, một số nhà sinh vật học cho rằng bản thân chúng sinh ra đã mang trong mình gen tự sát. Việc cùng tìm đến cái chết trong một số hoàn cảnh nào đó giống như một hành động theo bản năng di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với sự chọn lọc tự nhiên sao cho có lợi nhất cho giống nòi. Bên cạnh đó, một số nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng việc tự sát hàng loạt của động vật liên quan tới khả năng dự đoán trước thiên tai của chúng. Những con vật tự thấy mình không thích nghi sẽ tự sát để các con khác được tồn tại, giúp cho giống nòi có thể vượt qua các hiểm họa đáng sợ. Tuy nhiên, Cơ chế nào dẫn đến hành động tự sát tập thể của những loài vật này và hành động đó thực sự có ý thức hay không thì cho đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.